Được chưa nhỉ? Hello, cô giáo chào các bạn. Nào các bạn đã lên livestream chưa nhỉ? Rồi, ok. Hôm nay thì cô Ngọc sẽ ôn tập kiến thức đề thi thử giữa kỳ số 2 dành cho 2K4 nhá. Các bạn nào tham gia livestream rồi thì chúng ta say hi để cô giáo xem nhá. Đấy, các bạn nghe rõ cô giáo chưa? Rồi, cô giáo xin chào bạn thân gia. Ok, xin chào các bạn. Nào các bạn đã lên live chưa nào? Rồi, cô giáo xin chào bạn Đinh Bảo. Ok, chào tất cả các bạn. Nào chúng ta nhìn nhá, đề ngày hôm nay thì cô giáo đã đăng lên trên page đúng không? Rồi, các bạn gọi các bạn khác vào cùng xem buổi học ngày hôm nay nhá. Cô đang thấy là có rất nhiều bạn thì cũng chưa thi giữa kỳ đúng không? Tuần sau chúng ta mới thi này. Rồi có bạn thì đến tận tháng sau chúng ta mới thi. Đấy, cho nên là đây là những cái livestream mà giúp bổ trợ kiến thức và hệ thống lại cho chúng ta để đạt được điểm 9, điểm 10 thi giữa kỳ. Rồi, cô giáo xin chào bạn Huy Nguyễn. Bạn Thu Huyên có nói là file này ở đâu thế cô Ngọc yêu? File này hôm nay đây nhá, cô Ngọc đã gửi cho các bạn đây, chị Mai đã đăng lên trên page cho chúng ta rồi. Bây giờ các con phải làm quen với cái việc đấy là gì? Là chúng ta chấm ở trên page là các con được gửi đề luôn, hiểu không? Cô đã phải mua một cái phần mềm ở trên Facebook là dành cả năm để phục vụ 2K4 rồi. Ê, chúng ta chỉ cần chấm vào là gửi được đề. Hôm nay cô cũng thử chấm vào để được gửi đề đây. Hiểu không? Chỉ cần chấm vào thì tự page của cô là cái phần mềm đấy nó sẽ tự động gửi cho chúng ta. Đây cô sẽ mở cái Facebook cho các con xem. Đây nhá. Đâu nhỉ? Đây. Đây cô chấm vào thì cái page của mình của cô nó sẽ gửi cái file tài liệu cho chúng ta. Đấy không ạ? 20 giờ cô sẽ livestream trên trên page con nhé, đúng không? Đấy chúng ta ấn vào đây. Để đề của chúng ta đây. Đó, được chưa? Rồi cho anh nhìn thấy chưa? Đấy. Nên là các bạn bây giờ muốn nhá, từ giờ cho đến khi thi đấy nhận đề hay tài liệu của cô chỉ cần làm đúng các bước là chúng ta tự động nhận. Có một số bạn nhá, 2K4 nhá, làm đúng chấm vào rồi các thứ rồi và vẫn chưa được nhận thì cô có một lời khuyên cho chúng ta là theo như cô tìm hiểu, nếu như Facebook mà chưa đủ 18 tuổi thì cái phần mềm này khả năng là nó hạn chế, nó hạn chế không nhận được. Đấy, gửi mà mình không nhận được á. Cho nên là các con nên sửa đổi cái Facebook của mình để nó trên 18 tuổi đi thì mình sẽ có thể nhận được cái file đề hay là bất kỳ một cái tài liệu nào mà cô gửi cho bạn đúng không? Đấy nhá. Cô hôm nay đề này cô Ngọc sẽ có đáp án chi tiết cho bạn ngoài việc livestream nữa. Nên các bạn chú ý theo dõi để cô giáo hệ thống kiến thức vào cho bạn, được chưa? Rồi, chào Quỳnh Chi, chào Viên Lê. Còn tối ngày mai đấy thì cô Ngọc sẽ livestream cho chúng ta cuốn sách một à quên 2.500 từ vựng này. Bạn nào đã mua sách của cô Ngọc rồi nhá, có rất nhiều đúng không? Đấy thì đã có 1.000 cuốn được bán ra rồi. Thì các bạn đang chờ đợi cô Ngọc livestream thì tối ngày mai cô Ngọc sẽ bắt đầu livestream cuốn sách siêu hay này cho các bạn. Và cô chọn cái chủ đề đầu tiên mà cô giáo sẽ livestream cho các bạn. Đó chính là chủ đề cực kỳ hay luôn, đó là collocations. Có nghĩa là gì? Cụm từ cố định trang 133. 133. Cuốn sách này rất dày, ok. Nhưng mà chúng mình phải mỗi một buổi chúng ta chọn một cái chủ đề đúng không ạ? Và chủ đề ngày mai mà chúng ta sẽ livestream đầu tiên là chủ đề về collocations nhé. Bạn nào có sách rồi thì mở sách trang 134 là đọc trước cho cô này. Xong rồi làm trước khoảng tầm 50 câu đầu tiên đi. Tối ngày mai chúng ta sẽ quẩy cái phần đầu tiên này, được chưa? Rồi bạn Uyên bảo là em chấm mà không thấy ai gửi. Đấy, chấm mà không thấy ai gửi khả năng là do bị hạn chế. Đấy, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi live ngày hôm nay các bạn nhé. Ở đây là cái đề thi thử giữa kỳ số 2 mà cô giáo tổng hợp cho các bạn. Vậy bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thử xem là đề này của chúng ta thì các bạn làm được khoảng bao nhiêu điểm, được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu cho cô giáo câu hỏi số 1. Nào câu hỏi số 1 thì nó chọn đáp án gì? Ok, đây là một câu hỏi kiến thức về phát âm rồi. Đấy, Uyên hỏi cô là tại sao mà không gửi được ấy, không nhận được là vì thế nhá, thử sửa lại cái Facebook trên 18 tuổi xem có ok không, được chưa? Nào câu hỏi số 1 là một câu hỏi ở dạng bài gì nhỉ? Phát âm, đúng không? Các bạn có thấy là màu nó hơi bị tối quá không? Cô cho sáng lên một tí nhá. Không, khả năng là cho cái đèn sáng lên. Đợi cô một tí. Ok, cho cái đèn sáng lên. Đó, nhìn có vẻ trông đẹp rồi đúng không? Hay là hơi bị chói nhỉ? Mình phải cho giảm xuống một tí. Nào, câu hỏi số 1 chúng ta chọn đáp án gì cho cô giáo này? Câu hỏi số 1 ở đây thì người ta đang gạch chân nguyên âm của mỗi một từ, đúng không? Và người ta gạch chân nguyên âm A. Thế các bạn để ý cô giáo này, đầu tiên ý, từ này thì rất là đơn giản, đúng không? Advance. Advance thì đây sẽ là âm ơ ngắn này. Và nó có nghĩa là sự tiến bộ, advance, đúng không ạ? Vũ Xuân Thành, cô show mặt đi.
Không, hôm nay thì cô Ngọc không show mặt. Đó. Rồi, câu số 2. À, quên, đáp án B. Đáp án B con nhìn thấy cô giáo là gì? Advertise, đúng không? Advertise, các bạn nhìn thấy cô giáo là gì nhỉ? Chúng ta có e bẹt, đúng không ạ? Advertise là gì? Có động từ có nghĩa là quảng cáo, đúng không ạ? Advertise. Tiếp theo, đáp án C đi. Đáp án C nó có từ gì? Advent. Nó là gì ạ? Cái việc xuất hiện của một cái sự việc gì đó quan trọng, đúng không? Chúng ta có chỗ là advent, nó là gì? À, nguyên âm E cho cô, E bẹt. Và cuối cùng đáp án D, bạn nào làm gì có bạn nào không biết? Đây là adverb, đúng không? Trạng từ. Và nó là gì? Âm E bẹt, được chưa? Vậy ta có cho cô giáo là mỗi một đáp án A là âm Ơ. Như vậy, đáp án chính xác của Ngọc sẽ là đáp án A. Rồi, cô giáo chào Thu Phượng. Ok, cô giáo nhìn thấy con ong chăm chỉ nhá. Một bạn có nick Facebook là con ong chăm chỉ. Đưa ra đáp án của bốn câu đầu tiên, cô giáo chọn bạn ý là khách mời đầu tiên nhá. Bạn chọn một là A này, hai bạn chọn là B. Đây, bạn con ong chăm chỉ đang đưa ra đáp án đây. Câu số 3 bạn chọn là A và câu số 4 bạn chọn là B. Hãy thử xem bạn này đúng không này. Ở câu số 2 thì các bạn thấy là đây là phát âm của đuôi ED. À, có kém mấy đi chăng nữa nhá. Đi thi tiếng Anh mà có kém mấy đi chăng nữa thì câu nào phải phát âm đuôi ED là các bạn vẫn bắt buộc phải gì? Phải làm. Các bạn có biết là gì? Đây là những câu chống liệt không? Đấy. Ví dụ cô Ngọc mà đi thi bằng lái xe ô tô nhá, nó có những câu hỏi lý thuyết gọi là câu hỏi liệt. Tức là kể cả anh có 39 trên 40, 40 câu mà anh làm được 39 câu mà anh lại trượt cái câu mà câu chống liệt ấy là anh cũng trượt luôn. Đấy. Thì câu này nó giống như kiểu cái câu chống liệt ở trong cái đề thi lái xe ô tô vậy. Anh không thể sai câu này được vì câu này nó quá dễ luôn. Đúng không? Ba cách phát âm đuôi ED. Cách phát âm thứ nhất anh phát âm là t. Cách phát âm thứ hai phát âm là it. Và cách phát âm thứ ba anh phát âm là đ. Đúng không? Rồi, đầu tiên thì anh sẽ thấy cho tôi là gì? Practice, đúng không? Practice thì bản thân nó trước khi thêm đờ vào thì anh thấy là gì? Nó phát âm âm cuối âm sờ. Vậy thêm ed vào, chúng ta đọc là sờ tờ cho cô, đúng không? Practice. Ok, nó là luyện tập. Ở đàn B chúng ta có từ này, nó có nghĩa đặt mua, đúng không ạ? Đăng ký, mình đọc là gì? Subscribe. Subscriber gì? Bờ đờ, được chưa? Ở đáp án C chúng ta có từ search. Từ search thì các bạn thấy là gì? Âm cuối cùng của nó âm chờ là âm bật hơi. Vậy các con sẽ có search tờ, đúng không ạ? Và đáp án D, kể cả đọc sai đi chăng nữa thì loại trừ hai thằng tờ, một thằng đờ thì đáp án B chắc chắn là sai rồi. Ở đáp án D thì chúng ta đọc từ này là increased, nó có nghĩa là tăng. Như vậy thì đáp án của cô cũng là giống bạn, đó là đáp án B, được chưa nào? 2 trên 2 với phần phát âm cho các bạn. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 3 và số 4, đó là câu hỏi về phần trọng âm. Đầu tiên, chúng anh nhìn vào câu số 3 thì bạn con ong này chọn đáp án A. Ở đây chúng ta có gì ạ? Có danh từ và cũng là tính từ, có nghĩa là phần ở trong, phần ở phía trong. Mình đọc là gì? Interior. Như vậy chúng ta sẽ có trọng âm dêm tích thứ hai cho cô. Ở đáp án B chúng ta có từ miserable, có nghĩa là khốn khổ, đúng không ạ? Cùng khổ. Các bạn có biết cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ không? Miserable chúng ta có trọng âm dêm tích thứ mấy? Thứ nhất, đúng không ạ? Ở đáp án C chúng ta có từ này là gì ạ? Đáng ngờ, có vấn đề, đúng không? Questionable, ok? Chúng ta có trọng âm dêm tích thứ mấy? Thứ nhất. Và cuối cùng ở đáp án D chúng ta có động từ có nghĩa chỉ trích, mình đọc là gì? Criticize. Criticize nó phải có trọng âm dêm tích thứ nhất. Vậy mình có 2, 1, 1, 1. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án A, được chưa? Rồi, chị Tiếp Ngọc, câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta thì bạn con ong này đang chọn B. Chúng ta nhìn sang phải B không nhá. Đầu tiên ở đáp án A chúng ta có từ gì nhỉ? Giải thích, hiểu, đúng không? Mình đọc là gì? Interpret. Chúng ta có động từ trọng âm dêm tích thứ hai này. Ở đáp án B chúng ta có từ này là hậu quả, mình đọc là consequence, trọng âm của chúng ta dêm tiếp thứ nhất. Ở đáp án C chúng ta có danh từ, nó là nghề nghiệp, mình đọc là profession, trọng âm của chúng ta dêm tiếp thứ hai. Và cuối cùng ở đáp án D chúng ta có danh từ là mục tiêu, mình đọc là gì? Objective, nó sẽ là trọng âm dêm tiếp thứ hai. Vậy ta có 2, 1, 2, 2. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là B. Như vậy có bạn nào được như bạn con ong chăm chỉ không? 10 điểm, 4 trên 4 luôn, phần phát âm vào trọng âm. Ok, 4 trên 4 nhá. Đấy, đây chính xác học sinh cô Ngọc dưới này. Bạn con ong này trong lớp của cô đúng không? Rồi, như vậy là bạn đầu tiên bạn con ong này đúng 4 trên 4. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 5. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với 15 câu hỏi ngữ pháp và từ vựng của đề. 15 câu đúng nhỉ? Đề này cô có cho tự luận bởi vì cô thấy nhiều trường cho tự luận một tí tự luận vào trong đề lắm. Ờ, 15 câu, cho nên là đề này cô cũng cho một tí tự luận vào để cho các bạn làm những bạn nào mà thi thì giúp đỡ, hỗ trợ các bạn ý làm phần tự luận. Đây, thì đề này mình sẽ có câu 46 đến câu số 50 là 5 câu tự luận viết lại câu nhé, sử dụng các cấu trúc đã cho. Bây giờ cho anh nhìn vào câu số 5. Đây, bạn nào là bạn thứ hai đưa ra cho Ngọc 4 câu tiếp theo nào. Ok, cô giáo chọn đáp án của bạn Minh Thư Nguyễn nhá. Minh Thư Nguyễn đưa ra đáp án của cô giáo như sau. Các bạn nhìn đáp án của bạn ý này. 5D, 6B, 7D, 8D, D, B, D, D, đúng không? D, B, D, D.
Bây giờ chúng ta nhìn cô giáo câu hỏi số 5 các bạn yêu nhá. Đầu tiên các bạn nhìn cô giáo này, ở câu hỏi số 5 kiến thức của chúng ta đó chính là về mệnh đề nhượng, nhượng bộ đúng không ạ? Ở đây thì các con có cho giáo một cấu trúc cực hay, đó chính là mặc dù làm sao nhưng làm sao đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta nói đến mặc dù, chúng ta sẽ nghĩ ngay trong đầu là ôn dâu đúng không? Nhưng trong đề ngày hôm nay thì kiến thức của chúng ta đó chính là cấu trúc tính từ đứng đầu này, sau đó cộng với gì nhỉ? À, cộng với as này, đúng không? Cộng chủ ngữ này, cộng với lại to be, thì nó sẽ dịch là mặc dù làm sao. Vậy câu này các con chiếu vào đây thì đáp án chính xác phải là đáp án D. Bạn chọn đúng rồi. Câu này chúng ta dịch như sau. Mặc dù ấy là rất là đắt đỏ, thế nhưng mà ô tô lại được sử dụng rộng rãi như một phương tiện vận tải phổ biến nhất ở nước Hoa Kỳ, nước Mỹ, đúng không ạ? Như vậy chúng ta chọn D cho giáo. Tính từ này, ok, expensive. As này, ok, chủ ngữ là they này và to be là are, đúng không ạ? Expensive as they are, ok. Rồi, mặc dù làm sao. Tiếp theo, trường trung học câu hỏi số 6. Câu số 6 thì bạn Thư, bạn chọn đáp án là B. Thì cô giáo đồng tình với bạn. Bởi vì sao lại như vậy? Thì đây là kiến thức về sự kết hợp từ, đúng không ạ? Chỗ này thì các con nhìn thấy cô giáo là không phải là chúng ta dịch đâu. Mà chỗ này chúng ta phải nhớ được một cái cụm, đó là give này, something này, a wipe, thì nó có nghĩa là lau chùi cái gì đó. Các con có place, nó có nghĩa là cái đĩa, thì có nghĩa là lau chùi cái đĩa. Thay vì việc là người ta dùng từ clean hay là wipe là động từ, thì mình có give something a wipe là lau chùi, được chưa? Và mình có cấu trúc ở đây là would you mind. Tại sao cả bốn đáp án đưa ra đều là dạng verb in? Vì sau would you mind chúng ta phải cộng với verb in. Đấy, hôm nay cái bài học ngày hôm nay của cô Ngọc mục đích là cô giáo giúp các bạn sẽ tổng ôn kiến thức, cho nên cô giáo sẽ nhắc lại tất cả những cấu trúc gì mà nó có trong bài. Ok, nó có thể là tốt với bạn này bạn kia đấy, bạn nào thiếu thì chúng ta bổ sung kiến thức vào. Câu này của chúng ta dịch như sau này: bạn làm ơn ý thì lau chùi những chiếc đĩa này trước khi mà đặt chúng lên cái chạm bát, được không, đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta chọn B nhá. Give something a wipe, được chưa? Rồi bạn Thư đúng rồi đấy. Tiếp theo chị cũng học câu hỏi số 7 nào. Câu số 7 ở đây đó là một câu hỏi về gì ạ? Về giới từ, đúng không ạ? Chỗ này thì các con thấy cô giáo như sau này. Trong cái câu hỏi số 7 ấy thì chúng ta có giới từ đầu tiên, nó sẽ là đi với cái cấu trúc đó là to be acquainted chấm chấm chấm. Nó có nghĩa là làm quen với cái gì? Làm quen với cái gì? Cấu trúc thứ hai chúng ta có cấu trúc là to be responsible gì đấy, thì nó có nghĩa là chịu trách nhiệm. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó là chúng ta hãy điền cho cô một giới từ với vào hai cái ông này. Thì bạn nào mà chưa biết, đúng không? Thì chúng ta sẽ loại trừ cho cô này. Đầu tiên là responsible thì bạn nào cũng phải biết rồi, bởi vì nó có trong sách giáo khoa. To be responsible là dễ nhất rồi, nó đi với giới từ for là chịu trách nhiệm về việc gì. Thì các con sẽ bỏ được B, C, ta còn AD. AD thì bây giờ là bạn nào không biết thì bắt buộc phải 50-50 thôi. Còn bây giờ bạn nào chưa biết thì ghi vào. To be acquainted with thì nó có nghĩa làm quen với hoặc là biết cái gì. Cho nên đáp án chính xác của câu số 7, cô giáo sẽ chọn đáp án là A. Và câu này thì chúng ta sẽ dịch cho cô giáo như sau. Tôi thì cho rằng là bạn đã làm quen với chủ đề này bởi vì bạn chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu kèm theo, đúng không ạ? Cho nên câu này thì cô giáo chọn đáp án A nhé Thư nhá. Tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 8 nào. Câu số 8 ở đây nhá thì là kiến thức về gì ạ? À, kiến thức về từ vựng, đúng chưa? Đầu tiên chúng ta nhìn cô giáo, ở đây nó có giới từ for, thì một cái động từ nào đi với giới từ for nào? A là asking, B là demanding, C là requesting và D là applying. Đầu tiên là asking, đúng không? Ask của chúng ta mà đi với ask for something thì nó có nghĩa là gì ạ? Nó có nghĩa là yêu cầu cái gì, đúng không? Đấy. Ở đáp án B, nếu mà sử dụng demand thì cháu chẳng cần giới từ gì cả, bởi vì mình có demand something, nó cũng có nghĩa là yêu cầu cái gì. Nên là B sai rồi vì nó phải đi với giới từ cơ. C thì request thì các con cũng chỉ cần là request something thôi, nó cũng có nghĩa là yêu cầu, bỏ C đi. Vậy ta còn A đi. Thì chỗ này các con có apply mà đi với for nhé, thì nó có nghĩa là nộp hồ sơ ứng tuyển. Vậy câu này của chúng ta dịch như sau: tôi rất là quan tâm đến việc nộp hồ sơ vào vị trí giám đốc tài chính, cái vị trí mà được quảng cáo ở trên tờ gì nhỉ, Daily Post ngày hôm qua, đúng không ạ? Vậy là chúng ta chọn cho giáo đáp án là D, applying for, ok. Rồi tiếp theo chủ trung học nào. Như vậy là cô giáo nhìn thấy là bạn Minh Thư đúng không, sai mất của cô Ngọc một câu, 8 điểm. Tiếp theo, chị Trung Ngọc, câu hỏi số 9 đến câu hỏi số 10 mấy đây này. Có bạn nào đã comment từ câu số 9 đến câu bao nhiêu chưa? Nào, câu số 9 nào. Cô vừa viết tay vừa bấm tin nhắn được á. Câu số 9 nào, câu số 9 có bạn nào
Không có bạn, chưa bạn nào đưa ra 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 à? Buồn quá nhở. Bạn nào nhanh tay nhanh mắt nào. Câu số 9 chưa có bạn nào à? Đây cô giáo. Thế thì bây giờ cô Ngọc sẽ làm câu số 9 cho bạn nhá. Sau bạn comment câu 10 cho cô. Câu 9 ở đây thì kiến thức của chúng ta là gì, về cái gì ạ? À, về từ vựng đúng không ạ? Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy này. Ở đây chúng ta cần một cái gì ạ? Một cái danh từ mà nó có nghĩa là gì? Là tuổi thọ, đúng chưa? Câu này thì chúng ta sẽ dịch cho cô giáo như sau. Phụ nữ thì được cho là có tuổi thọ cao hơn đàn ông. Women are supposed to have a longer gì gì đấy than men. Và tuổi thọ trong tiếng Anh thì nó sẽ là gì? Chính xác, các bạn chọn C rất nhiều. Life expectancy đấy, đúng không ạ? Rồi, đáp án là C, nó là tuổi thọ. Thế còn cái từ expect này thì nó có nghĩa là mong chờ, đúng không? Expectation thì là sự mong chờ. Tiếp theo, câu hỏi số 10 cho cô giáo này. Câu này hơi khó này, đây là một câu về kiến thức từ vựng, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta có đáp án A, vừa là từ vựng vừa là gì nhỉ? Loại từ. Ở đáp án A thì chúng ta thấy là gì? Nó là gì? Nào, đáp án A. Thường thường nhá, nếu mà có đuôi AL này, đuôi O này, thì thường thường các bạn sẽ nghĩ ngay đến một gì nhỉ? Một tính từ, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở trong cái câu này của chúng ta có phải là tính từ không? Nó lại là gì? Nó là danh từ, đúng không? Giống như kiểu là từ proposal ấy, thì nó cũng là danh từ. Nhưng mà thường thường thì phần đa ấy, thì có đuôi AL này nó sẽ là đuôi tính từ các bạn ạ. Đấy, ở đây là proposal này. Hay là các bạn có danh từ như từ approval chẳng hạn, đúng không? Hôm nay thì mình biết từ dismissal chúng ta là sự sự sa thải ấy, sự đuổi đi ấy. Đấy, danh từ nhá. Ở đáp án B thì chúng ta có động từ cho cô giáo là sa thải này. Ở đáp án C thì đáp án C các bạn nhớ này, chắc chắn là đây là tính từ rồi, vì cái đuôi C là đuôi tính từ và nó chuyên đi với lại giới từ là giới từ of nha. Chúng ta có dismissive of something hoặc là somebody thì nó có nghĩa là khinh thường hoặc là xem nhẹ cái gì. Khinh thường hoặc xem nhẹ cái gì, hoặc là khinh thường xem nhẹ ai. Đằng sau thì dismissing thì đơn giản chỉ là bớt bênh thôi. Thế bây giờ cho anh nhìn vào cái công thức của cô này. Công thức của chúng ta ở đây là to, đúng không? Thế các bạn thấy là to cộng với tính từ ấy, thì nó có nghĩa là quá làm sao, đúng không ạ? Và nó mang cái nghĩa tiêu cực. Câu này mình sẽ dịch là chúng ta quá là coi thường, quá xem nhẹ cái truyền thống trong cái thế giới hiện đại của mình, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà cái truyền thống ấy nó lại có một cái ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ đến chúng ta. Ở đây cái từ dây này nó thay thế cho cái danh từ traditions ở phía đằng trước, nên lý do tại sao nó lại là số nhiều nhá. Chúng ta quá xem nhẹ cái truyền thống trong thế giới hiện đại, thế nhưng mà truyền thống ấy lại có một cái gì nhỉ, một cái ảnh hưởng mạnh mẽ đến chúng ta. Vậy thì các bạn chọn cô giáo đáp án là C, đúng chưa nào? Vâng, rồi, ok. Cô giáo thấy Lê Thị Cẩm Tiên chọn 10B là sai rồi nhá. Tiếp theo chỉ trung học có số 11. Câu số 11 thì mình có này, A của chúng ta là inspired of, B là instead of, C của chúng ta là without và D của chúng ta là except for. Thì hãy nhìn này, câu này thì phải dịch một tí. Ở đây mình thấy là đằng trước bạn nên tập thể dục, xong chấm 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 ngồi lì trước màn hình máy tính cả ngày. Vậy thì suy ra là thay vì đúng không ạ, mình ngồi lì trước màn hình TV cả ngày thì mình phải gì? Học một cách à, mình phải tập luyện một cách đều đặn. Vậy chỗ này thì cô giáo có đầu tiên là inspired of. Inspired of hoặc là despite thì các con sẽ cộng với lại danh từ hoặc là verb in, nó mang nghĩa là mặc dù, đúng không ạ? Instead of thì các con sẽ dịch là thay vì này. Thế còn là without thì các con dịch là không có này. Except for thì các con dịch là ngoại trừ. Đằng sau thì nó đều cộng được với danh từ hoặc verb in hết. Thế câu 11 mình dịch là thay vì việc ngồi trước TV cả ngày, cho nên đáp án chính xác của con sẽ phải là đáp án B, là instead of, đúng không? Cô thấy bạn Nguyễn Phương chọn đúng đây này. Đó, tiếp theo chủ trung học câu hỏi số 12. Câu 12 này thì theo như trong lớp live C mà cô dạy nhá, bạn nào mà học rồi không được sai này. Đây là chuyên đề số 9 về câu điều kiện mà cô đã dạy. Chúng ta nhìn nó, cô giáo có if, đúng không ạ? Chúng ta nhìn là người ta cho hẳn cái mệnh để kéo theo là would have hoặc V2. Vậy từ đây các con suy ra được đây là câu điều kiện loại 3, đúng chưa? Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện mà mệnh đề if nó sẽ chỉ ở thì quá khứ hoàn thành, và mệnh đề kéo theo là would have hoặc V2. Nó diễn tả một cái giả định, một cái sự việc mà nó không có thật trong quá khứ. Không có thật trong quá khứ. Nào các bạn comment mạnh mẽ lên xem là câu này chọn đáp án gì xem nào. Bạn Vũ Xuân Thành, bạn Hoài Thương chọn 11B. Ok, 11 đúng rồi, bây giờ câu 12 cơ. Nhìn vào câu này là quá khứ hoàn thành thì chúng ta thấy là chỉ có đáp án B là đáp án chính xác. Và câu này thì chúng ta sẽ dịch như sau. Nếu hôm qua nhá, mà anh ta mà không bị ốm ấy, thì anh ta đã tham gia một trận bóng đá rồi.
nhưng thực chất là hôm qua anh ta có ốm và anh ta không thể tham gia trận bóng đá, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, chỉ trung học câu hỏi số 13. Câu 13 thì kiến thức của chúng ta là từ vựng. A chúng ta có mention này, B chúng ta có bother này, C mình có concern này, và D của chúng ta là gì? Might. Hãy nhìn ông giáo là đằng sau là to phone. Đấy. John, to phone Mrs. Whitman. I have already talked to her about the upcoming meeting held by the board of directors, said Mary. Ở đây thì chúng ta có cái từ gì mà đằng sau nó sẽ cộng với lại to verb. Và tất nhiên rồi, chúng ta phải dựa vào nghĩa nữa, đúng không ạ? Nào, câu này chọn đáp án gì đấy các bạn? Nào, chọn đáp án gì? Đừng làm sao đó gọi cho bà Whitman, đúng không? Tôi đã nói với bà ấy về cuộc họp sắp tới được ban giám đốc tổ chức rồi. Nếu mà dùng concern ý, thì concern, như đáp án C chẳng hạn, thì concern là concern đi với with cơ. Liên quan dính líu tới cái gì, đúng không ạ? Liên quan đề cập lo lắng dính líu tới cái gì. Nếu mà chọn mention thì mention cộng với verb in cơ. À, ừ, là đề cập đến, đúng không? Đề cập đến. Ở đáp án D chúng ta có might, giống kiểu would you might, do you might, cộng verb in. Nó có nghĩa là gì? Ngại, đúng không? Phiền. Và cuối cùng thì còn lại chúng ta chỉ có đáp án B thôi. Ở đáp án B thì nhớ ô giá là bother. Bother của chúng ta thì nó có nghĩa là phiền đấy. Sau đó cộng với to verb, đúng nhá? Nhớ nhá. Ví dụ là don't bother to phone Miss Whitman, có nghĩa là đừng phiền, đừng ngại ngần khi gọi cho bà Whitman. Tôi đã nói với bà ấy về cuộc họp sắp tới rồi. Đấy, được chưa? Vậy câu này cô giáo sẽ chọn đáp án B nha các bạn. Ok, cô giáo nhìn thấy bạn Quốc Cường. Ok, chào anh Cường, đẹp trai 2K3. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 14. Câu hỏi số 14 của chúng ta như sau. Bây giờ chúng ta nhìn. Ở đây thì câu này hơi khó này. Chỉ là hơi thôi. Hơi khó. À, A mình là without any questions, so B là with no questions to ask. Các bạn có nghe thấy tiếng đập cửa không? Các con nghe thấy tiếng đập cửa không ạ? Là thằng mỡ nhà cô đang đập cửa đấy. Em ơi đang đập cửa đấy. Trời ơi, giờ nó khôn lắm. Nó biết đập cửa tôi rồi. Trời ơi. There being no question. Và D là if no question asked her. Mỗi khi cô giáo dạy thì cô nói to đến mức là cả nhà cô đều biết cô đang dạy cái gì. Nào, câu 14 các bạn chọn đáp án gì? Tí nữa cô like xong rồi mở cửa ra là sẽ thấy em mỡ ngã rúi rụi bởi vì là em ấy đang canh ở cửa. Nào, câu này chọn đáp án gì? Gào thét tên con đi má Ngọc. Nào, câu này chọn đáp án gì ạ? Bây giờ cô chưa đưa ra đáp án, cô hỏi các bạn đã. Vì câu này cô cho rằng là hơi khó. Khả năng là sẽ có nhiều bạn nhầm, đúng không? Nào, câu 14 các bạn chọn đáp án gì? Nào, câu 14 chọn đáp án gì nào? Cao Minh Khiết. Cao Minh Khiết à? Sao lại comment điểm danh ở đây nhỉ? Tiếng cửa nó đập bùm 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 á. Ờ, nó đang ngồi canh cửa đấy. Nào, cô này chọn đáp án gì? Comment xem nào. Không, cô giáo nói khó nhưng có thể các bạn vẫn làm đúng, đúng không? Cho comment một lần đi, sai thì sửa, không sao cả. Nào, cô này chọn đáp án gì? Lương Cẩm Trang họ tác bạn Linh Giang vào. Ok, tốt. Gọi các bạn vào học cùng cô nào. Trung Hiếu cho 14 là B. B hả? Ok, cô khoanh đã nhá. Còn cô chưa biết là đúng hay sai đâu. Võ Phượng chọn 14 B. Ok, tiếp tục có một bạn chọn B. Vũ Xuân Thành cũng đang chọn B. Nhưng mà bây giờ bay màu đi cũng chọn B. With no question to ask, the meeting stops now. Ôi giời ơi. Đây là một câu, đúng không ạ? Nào, câu này dịch nhá. Nếu không có một câu hỏi nào thì cuộc họp sẽ dừng lại ngay bây giờ. Nếu không có một câu hỏi nào thì cuộc họp này sẽ dừng lại ngay bây giờ. Đấy, đây là câu được kể lại mấy các bạn nhỉ? Một câu được kể lại một. Câu 14 này cô giáo thấy các bạn chọn C, như bạn là Nhật Linh Đỗ, bạn Bùi Đức Hiển cũng chọn 14B. Em cũng nghĩ là 14B, bạn Thi Thi. Bây giờ cô giáo sẽ cho máy tính nhá, giả dụ này, đi thi này, máy tính sẽ cho gì nhỉ? Loại trừ hai phương án sai. Thế các bạn nhìn cô giáo gạch nha. Cô giáo thấy bạn Na Vũ chọn 14C, Phát Thành chọn 14A, Thu Thảo chọn 14C. Bạn Lê Cẩm Tiên có nói là sao 14B vậy cô đã chọn đâu? Cô đang chép đáp án của bạn ý vào mà. Cô đã chọn đâu? Ok, có bạn chọn A rồi. Như vậy là bây giờ hai máy tính bỏ ra hai đáp án sai thì máy tính sẽ bỏ hai đáp án là A và C. Bây giờ chỉ còn hai đáp án còn lại là B và D. Nào, mời các bạn còn lại khi chưa đưa ra đáp án. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn kỹ một lần nữa cho cô giáo nào. Nhìn kỹ một lần nữa thôi là chúng ta sẽ thấy ngay được có một đáp án. Nó nhìn thì rất là kiểu như là dịch thì nghe có vẻ ok đấy, nhưng mà sai ngữ pháp. Còn một câu ấy
thì một mệnh đề thì nhìn có vẻ sai ngữ pháp nhưng thật ra lại là đúng đấy nha các bạn nhá. Nào cô giáo đã gợi ý như vậy rồi là biết là câu nào của chúng ta là sai rồi đấy nhá. Nhìn có vẻ đúng ngữ pháp nhưng thực ra lại sai. Dịch nghĩa thì lại đúng. Còn nhìn một câu nghe có vẻ sai ngữ pháp nhưng thực ra lại đúng. Đấy. Ok chưa? Nào cô nên chọn đáp án gì nào? Câu đáp án gì ạ? Vâng, đáp án chính xác của chúng ta ở câu này đó chính là đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án D cho cô giáo nhá. If no question, ask cutter. Cô biết ngay mà câu này gần như nhá là 100% không bạn nào đưa ra đáp án đúng. Đấy, đến khi mà cô giáo nói như vậy thì các bạn bắt đầu đưa ra đi. Thế nên là lý do tại sao cô bảo là hơi khó một tẹo. Đầu tiên đáp án A và đáp án C thì không thể nào mà đúng được. Không có một cái cấu trúc nào hay là rút gọn như thế nào mà lại thành A với B cả, à, A với C cả. Thế còn bây giờ B với D thì các bạn phải nhớ cô giáo này nhá. Chúng ta nhớ một học thuộc luôn cũng được. Bạn cứ học thuộc luôn cho cô giáo cũng được. Là no question asked cutter ấy, có nghĩa là không một câu hỏi nào được gì được đưa ra, hoặc là mình dịch là nếu không có một câu hỏi nào cũng được, nó là no question asker luôn, cả cụm luôn, no question asker. Và cái câu này người ta cho if vào thì các bạn dịch là nếu như mà không có một cái câu hỏi nào được đưa ra thì cuộc họp này dừng lại ngay bây giờ. Đấy, được chưa? Rồi xong chấm này, cứ thoải mái liên hệ với tôi nếu sau đó bạn có thêm bất kỳ một câu hỏi nào. No question asker nha. Bây giờ cô giáo thử tra Google cho các bạn nhé. Và mình thử xem này. Đây. Ok, đây, các bạn nhớ giá này. No question asker trong từ điển idiom.thefreedictionary.com. No question asker, an expression indicating that one will not be questioned or hassled about something. Đấy, đúng ạ. Rồi, ở đây các bạn nhớ giáo nó là con nhá, bây giờ cô giáo sẽ giải thích một chút này. Thực chất ý, cái câu này nếu như mà các bạn viết đầy đủ ra nhá, các bạn có thể viết là thế này. If there is no question which is asked, nếu như không có một câu hỏi nào cái mà được hỏi, đúng ạ, thì được chưa? Bạn cuộc họp này dừng lại ngay bây giờ, được chưa nào? Cô giáo nhìn thấy Trà My hỏi khi nào học công tường thuật vậy ạ? À? Khi nào Trà My trong lớp cô à? Nếu trong lớp cô thì phải biết là thứ năm này mình sẽ học chứ nhỉ? Chuyên đề 18, cô giáo đã cho gì tài liệu rồi. Được chưa? Nhá, đáp án chính xác phải là đi. Rồi ok, tiếp theo câu hỏi số 15. Nào, câu hỏi số 15 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây là kiến thức về đại từ quan hệ. A của chúng ta là where, B của chúng ta là that, C của chúng ta là which và D của chúng ta là when. This class, đúng không ạ? This class thì các bạn thấy là thay thế cho vật, đúng không? Cho nên chắc chắn là chúng ta phải sử dụng which rồi. Thay thế cho vật thì cũng có thể dùng that đi, nhưng mà đằng trước lại là dấu phẩy. Mà that ấy thì nó không đứng sau dấu phẩy. Hay nói tóm lại là that, thằng này nó không đứng trong một mệnh đề quan hệ không xác định, đúng ạ? Nên là ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu này sẽ dịch như sau. Lớp học mà cái lớp học này mà cái lớp học là điều kiện tiên quyết cho môn vi sinh vật ấy, thì cực kỳ khó tới nỗi mà tôi muốn bỏ học luôn, đúng không ạ? Đấy, drop it, tức là bỏ qua cái môn này luôn đấy, được chưa? Rồi tiếp theo chủ trung học câu 16. Câu 16 của chúng ta thì kiến thức là về từ vựng. Nào câu này chọn gì này? Adjoin này, adopt, adjust hay adapt. People should chấm 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 chấm. Nào, đầu tiên chúng ta nhìn giáo là lifestyle. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là một cái phong cách sống. Green lifestyle, nó có nghĩa là một cái phong cách sống xanh, đúng không ạ? Mọi người thì nên bắt đầu thực hiện một lối sống xanh để giúp đỡ, đúng không ạ? Cái việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta có trong giáo ở đây là resources là nguồn, natural resources là nguồn tài nguyên thiên nhiên, và từ này thì là bảo tồn, đúng chưa? Theo các bạn câu này là dịch là gì ạ? À quên, câu này chọn đáp án gì ạ? Cô Ngọc nhìn thấy Thu Huyên chọn đáp án B, Ngọc Mai chọn 16 đi. Ngọc Mai hay Thu Huyên sẽ đúng đây? Đáp án chính xác của cô đó chính là bạn gì ạ? Bạn Nguyễn Phương cũng chọn 16 đi. Đây cô giáo đang nhìn thấy là có bạn chọn B này, có bạn chọn D. Đáp án chính xác của cô Ngọc sẽ phải là đáp án B các bạn nhá. Thi cũng chọn D ạ. Đầu tiên này các bạn nhớ cô giáo nhá. Adopt nó chuyên đi với lifestyle. Adopt a lifestyle nó có nghĩa là gì? Bắt đầu một phong cách sống như thế nào, đúng chưa? Các bạn cho cái tính từ vào đây, đúng chưa? Rồi, bắt đầu một cái phong cách sống như thế nào. Thế còn nếu mà đáp án A của chúng ta ấy thì từ này của chúng ta nó có nghĩa gì ạ? Nó có nghĩa là thêm vào, đúng không? Đáp án B thì chúng ta có nghĩa là gì ạ? Bắt đầu thực hiện, được chưa?
Ở đáp án C có nghĩa là gì? Adjust là kiểu như là điều chỉnh ấy. Và cuối cùng ở đáp án D thì chúng ta có từ này là gì? Adapt là thay đổi, thích nghi với cái gì mới, đúng chưa ạ? Thay đổi, thích nghi với cái gì mới. Thế nên chúng ta chọn cô giáo đáp án là B cho cô nhé. Bây giờ cô sẽ tra từ điển cho bạn cái từ adopt để chúng ta thử xem nhé. Bây giờ mình tra từ điển từ adopt đi, để mình xem cái từ điển Anh như nào. Đây các anh nhìn này. Adopt to take another person straight into your own family. Cái nghĩa này thì chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Đây. Accept or start to use something new, đúng không ạ? Đấy, làm cái gì đó mới, đúng không? Bắt đầu một cái gì đó mới. Đó, được chưa? Cho nên ở đây thì chúng ta chọn được cho cô giáo đáp án là gì? Đáp án là B cho cô nhá. Rồi, tiếp theo chị Trung Ngọc này, câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 của chúng ta chọn đáp án gì nào? He is he has bought a lot of houses in this area. A is so rich a man that, B is as rich a man that, C là such rich a man that, và D của chúng ta là so a rich man that. Cái này là cấu kiến thức về cái gì ạ? Nó là kiến thức về cấu trúc đối với such và so, đúng không ạ? Cấu trúc nhấn mạnh với such và so. Bây giờ cô nhắc lại công thức cho các bạn và mời các bạn đưa ra đáp án cho học xem nào. Công thức của chúng ta như sau. Đầu tiên cô giáo nhắc lại công thức với such, đó là chủ ngữ này, sau đó cộng be này, sau đó cộng such này, sau đó cộng an này, đúng không? Cộng tính từ rồi cộng danh từ, được chưa? Nếu như mà so thì chúng ta sẽ có chủ ngữ này, cộng be này, cộng so này, cộng tính từ này, cộng a hoặc an này, rồi cộng danh từ. Vậy thì các bạn nhìn với hai cấu trúc này trông giống toán nhỉ? Cũng chỉ là áp dụng công thức là ra thôi mà. Thì cái câu 17 này, đúng không? Green lifestyle là gì ạ? Bạn Mai Phương hỏi cô dùng phần mềm gì ạ? Phần mềm tra từ điển á? Đây ạ, phần mềm này ạ. Đây các bạn tra nhé. Trên cả iOS, hệ điều hành iOS, tức là các bạn dùng iPhone hay là các bạn dùng hệ điều hành Android đều có cái từ điển này. Đây các bạn nhìn này, bây giờ đây có một bạn vừa hỏi cô Ngọc là green lifestyle là gì ạ? Đánh ra Google là hết, biết hết em ơi. Green lifestyle, lối sống xanh. Tình chung lại là kiểu như lối sống xanh là lối sống kiểu mình hướng đến phát triển bền vững ấy. Mình kiểu như không dùng túi ni lông cũng là một lối sống xanh này. Mình tối giản đi, không cầu kỳ, hoa mỹ cũng là một lối sống xanh, bảo vệ ấy. Không sử dụng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, kiểu kiểu thế, bảo vệ môi trường. Nào câu 17 là gì? Huỳnh Thị Vân Anh chọn A. Thế thì A đúng không? A của mình có so. Thì bây giờ là so, ok so. Cộng tính từ là rich. Cộng earn đây. Cộng danh từ đây. Vậy so rich a man that, chính xác đáp án của chúng ta là A, đúng chưa? Rồi câu này của chúng ta dịch như sau. Ông ấy thì giàu, đúng không? Mua rất nhiều ngôi nhà ở khu vực này, đúng chưa? Tiếp theo câu hỏi số 18. Bạn Thùy Dung ấy bảo là em ám ảnh câu áp dụng công thức là ra. Thì đúng thế mà. Chỉ có tội là mình có nhớ công thức không thôi, đúng không? Nào câu 18 thì câu này của chúng ta đó là câu hỏi về từ vựng. Nào đầu tiên chúng ta có đáp án A là long term, tất cả đều là tính từ hết. B là potential, đúng không ạ? C là immediate và D của chúng ta là short lived. Trong câu hỏi số 18 thì các bạn thấy nhé, đằng sau của chúng ta có từ benefits. Không biết là có bạn nào đã gặp cái câu này của cô chưa nhỉ? Nào, theo các bạn câu này là gì ạ? Cô giáo xin lỗi các bạn, trong đề cô giáo đánh thiếu chỗ đánh dấu á, chấm chấm chấm. Chấm chấm của cô ấy ạ, nó đứng trước từ benefits ạ. Sao thằng mỡ nó lại đang ngồi chơi ở trước cửa phòng làm việc của mình nhé? Trời ơi. Nào, câu 18 chọn đáp án gì? Em mỡ nha, em ấy vanh vách bảng chữ cả ABC được các anh chị ạ. Em mỡ thậm chí còn nhìn thấy cô Ngọc còn bảo I see you, mà trong khi đó nó chưa nói tiếng Việt. Nó còn chưa gọi cô là mẹ cơ. Chưa nó nói tiếng Anh. Xong rồi cô mua cho nó một con bò sữa, kiểu như là kiểu cái gối ôm ấy, để cô chèn vào giường để cho nó ngủ, cho nó đỡ lăn xuống đất. Ôi nó ngủ kinh lắm, nó ngủ kiểu xoay gọi là 3D luôn. Thế là các bạn biết không, hôm mua buổi sáng mua thì nó sợ lắm, nó sợ con bò. Thế buổi tối nó vuốt con bò, xong rồi nó bảo nó, xong cô giật mình luôn các bạn ạ. Nó bảo con bò là cow. Đấy, một lần giật mình. Vừa mới hôm qua cô giật mình thêm một lần nữa, các bạn biết không? Là cái nam châm để làm việc của cô ấy, là để nam châm để gắn tài liệu lên bảng dạy của cô ấy. Nó hình tròn thì nó cầm cái nam châm đấy, cái cục nam châm màu vàng đấy của cô, xong nó bảo cô là round là hình tròn. Ui, cô kiểu cô sốc luôn, hơi bị bất ngờ luôn về cái kết quả là mỡ biết rất nhiều từ. Đấy, thực sự là bởi vì cô giáo không dạy. Thật ra là cô giáo chưa dạy mỡ. Các bạn biết không? Cô giáo mới chỉ dạy mỡ bảng chữ cái thôi. Còn lại những cái khác ấy, cô không dạy. Cô chưa dạy.
Đấy, thế nhưng mà khả năng là nó học theo. Ví dụ mình nói này này, mình suốt ngày nó nghe, bây giờ nó ngồi ở ngoài cửa nó đang nghe cô ấy này. Đấy, tự nhiên là nó thành là bị thụ động, đúng không? Đây là học thụ động thôi. Xong rồi nó xem cái hoạt hình của nó nữa. Đấy, khả năng là xoay 360 độ á. Ui, mua hẳn con bò luôn á. Mua hẳn con bò để chặn giường luôn. Nào thôi, quay trở lại bài đi. Câu 18 chặn đáp án gì? Nên các anh chị ạ. Nào, câu này câu 18 chặn gì? Vâng, đáp án chính xác của chúng ta đi với từ benefits các bạn nhá. Cô thấy có bạn bảo là potential risk, nguy hiểm, rủi ro, vâng. Nhưng mà câu này không phải là risk mà đi với từ benefits. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ phải là đáp án gì? C, đó là immediate. Bùi My chọn C, còn Hoàng Anh Thơ thì lại chọn đáp án là A. Đáp án là C các bạn nhá. Trong câu này thì mình sẽ phải dịch cho cô giáo, đó là những cái lợi ích tức thời. Đôi khi người ta chỉ tập trung vào những cái lợi ích tức thời mà không nghĩ đến những cái rủi ro môi trường của những cái hoạt động kinh tế nhất định, đúng không ạ? Cho nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C, được chưa nào? Rồi, ok, bạn Thi Thi chọn đúng đây này. Tiếp theo chỉ cho Ngọc câu hỏi số 19. Câu hỏi số 19 của chúng ta như sau. Ở đây chúng ta có A là comes này, B là stands này, C của chúng mình là guess và D là lace. Câu này cũng hơi khó. Câu này cũng hơi khó. Đấy, đây, thì mấy cái câu này nó là hơi phân loại tí đây. Theo các bạn thì câu này của chúng ta chọn đáp án gì? Hơi khó một tí thôi. Tẹo 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 thôi. Nào, chọn đáp án gì ạ? Quá dễ đúng không? Dễ với những bạn nào mà... Nào, câu này chọn đáp án gì? Nào, cô này chọn đáp án gì? Sao chẳng thấy bạn nào comment vậy? À, cô giáo nhìn thấy Nguyễn Phương Linh thì đang chọn 19 là A. Hạo Trần cũng đang chọn 19 A. Rồi, ok, Yến Nhi chọn A. Nhưng mà bạn Võ Phượng lại chọn B nhá. Bạn Nguyễn Phương chọn A, bạn Thi Thi chọn A. Nhật Linh lại chọn B nhá. Vân Anh bảo chắc là 19 A. Như vậy đang có A, B, Khánh Hà Đỗ thì chọn B. A, B đúng không? Thế thì cô giáo sẽ phải đưa ra đáp án đây. Đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án B các bạn ạ. Phạm Yến Nhi chọn D và Lê Thị Cẩm Tiên chọn C. Thế là A, B, C, D đều có người chọn. Nhưng mà chỉ có đáp án đúng là B thôi. Vì sao lại như vậy? Thì các bạn học thuộc cô giáo này. It stands to reason that. Sau đó cộng mệnh đề cho cô thì nó sẽ dịch là hiển nhiên là. Hiển nhiên là, hiển nhiên rằng. Thì cái câu 19 mình dịch là hiển nhiên là Jason đã vượt qua kỳ thi với điểm số rất cao. On account of, bởi vì đúng không ạ, cái sự chăm chỉ của anh ta trong suốt cái kỳ học này. Đấy, cho nên đáp án phải là B các bạn ạ. It stands to reason that nhá, học thuộc đi. Rồi, ok. Như vậy là cô Ngọc đã hoàn thành xong 10 điểm với phần thứ hai là 15 trên 15 câu từ vựng ngữ pháp. Bạn Mai Phương hỏi flying colors đạt điểm cao đúng không? Đúng rồi. Pass the exam with flying colors có nghĩa là mình thi đỗ với điểm số cao. Rồi, bây giờ chuyển tiếp Ngọc phần thứ ba trong bài ngày hôm nay. Phần thứ ba trong bài ngày hôm nay của chúng ta đó chính là phần gì á? Giao tiếp. Đấy, phần này là học sinh cô Ngọc là 2 trên 2 đây này. Bây giờ cho nhiều câu 20 nhá. Silas thì đang nói chuyện với là một người bạn gì nhỉ? Người bạn trong lớp của mình là Sela. Ui dồi, tên gì đấy không biết đọc nữa. Về cái gì Thế vận hội Olympic. Rồi Silas bảo như sau này. Do you think your country can host? Bạn có nghĩ rằng, đúng không? Cái đất nước của chúng ta có thể đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic một ngày nào đó trong tương lai không? Someday ở đây các con dịch là một ngày nào đó nhá. Nó có thể là một ngày đó trong tương lai, một ngày nào đó trong quá khứ đều dùng someday được. Đó. Rồi, Salad nó mới bảo này. Chấm chấm chấm, we can't afford such a big event. Chúng ta không thể nào ấy mà tổ chức một sự kiện lớn như vậy được. Tức là gì? Ông bên trên thì đang kiểu như hy vọng rằng là đất nước chúng ta sẽ tổ chức cái gì, cái thế vận hội này trong tương lai. Ông bên dưới thì lại phản bác lại rằng là không thể nào được đâu, bởi vì là mình không đủ tiền để mà có thể tổ chức một cái gì đó quá lớn như vậy, đúng không? Event lớn vậy. Vậy thì ông này ông đang làm sao các bạn? À, ông này ông đang không đồng tình. Khi không đồng tình thì các con sẽ thấy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là D, đó là no, I don't think so. Ok, không, tôi không nghĩ thế, đúng không ạ? Rồi, đáp án là D cho cô. Tiếp theo, chủ trung học câu hỏi số 21 nhé. Laura thì đang nói chuyện với Pop về cái kết quả bài thi của mình. Và Laura trả lời. À, cho Laura nói gì mà thằng Bob nó bảo là that's great, congratulations. Congratulations trong tiếng Anh thì các con nhớ nhá, cô giáo có một lưu ý này này. Giờ sau này rất nhiều cô giáo thấy có cả các bạn sinh viên cũng thế rất hay dùng từ này nhưng mà viết chuyên sai. Các bạn toàn viết thế này thôi. Nhớ cô giáo là phải thêm SC vào nó mới đúng nhá. Congratulations nó có nghĩa chúc mừng. Nào câu này mình dịch như sau này. Laura nói gì? Đấy, mà Bob trả lời là tuyệt vời, xin chúc mừng bạn.
Laura nói chuyện với Bob về kết quả của mình. Như vậy chứng tỏ con bé Laura này nó đang phải khoe với cái thằng Bob này là cái gì, điểm nó rất cao nên thằng này nó bảo là chúc mừng, đúng không? Vậy chúng ta có việc khoe một cái câu như sau: I hope I will pass exam tomorrow. Sai, bởi vì là will là tương lai, trong khi đó thi rồi. Câu B, I will get, lại tiếp tục sai tiếp, bởi vì lại thi rồi. Câu C, I have a pass the exam with an A. Tôi đã đỗ kỳ thi với con số A, đúng không? Quá chính xác. Cô giáo bị lộn các bạn nhé, A, B, C, C là đáp án chính xác. Và câu D này, I didn't do well in the exam. Tôi đã không làm tốt trong kỳ thi. Thì đây phải chia buồn chứ không thể nào chúc mừng được, đúng không ạ? Như vậy thì đáp án chính xác của chúng ta sẽ là C, được chưa? Rồi tiếp theo, chuyển cho Ngọc sang phần gì? Đồng nghĩa và trái nghĩa. Ok, các bạn có muốn cô Ngọc là tổng hợp làm thêm một cái đề thi giữa kỳ số 3 nữa không? Nào, có muốn thi thêm một cái đề giữa kỳ số 3 không? Cô Ngọc làm xong rồi là like cho chúng ta nào. Không like thì cho đáp án chi tiết cho các bạn. Mỗi một đáp án chi tiết của cô Ngọc nó dài khoảng tầm chắc tầm khoảng hơn 20 trang. Cần một đề thi nữa không? Cô thấy rất nhiều bạn nhá, là tháng sau mới thi, hoặc là có rất nhiều bạn thì là tuần sau mới thi. Đấy, đúng không? Cho nên là có thêm đề thì để cho chúng ta ôn tập thôi. Nhưng mà ngày mai thì cô không ôn tập giữa kỳ đâu. Ngày mai cô sẽ dành cho những bạn muốn mục tiêu 9-10 với đề thi trung học phổ thông quốc gia đấy ạ. Ngày mai là mục tiêu 9-10 đấy ạ. Bởi vì ngày mai là like cái quyển sách 2500 từ vựng của cô ấy. Đấy, có đúng không? Rồi, ok. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu với... Được rồi, cô giáo sẽ cho các bạn thêm một đề nữa là đề giữa kỳ số 3. Nên là bạn nào cứ để ý trên page share follow đi, chấm để gửi được phần mềm và sẽ gửi đề cho mình này. Rồi bây giờ nhá, chúng ta nhìn cô giáo câu hỏi số 22. Câu hỏi số 22 của chúng ta như sau này. Ở đây người ta gạch chân một cái từ là từ mountain. Không biết là các bạn có, không biết là có nhiều bạn cho cái từ này từ mới không nhỉ? Nhưng mà nếu mà theo dõi cô Ngọc nhá, thì từ này cô Ngọc đã like mấy lần rồi. Từ này của chúng ta là tăng. Là tăng các bạn ạ. Câu này của chúng ta dịch như sau này. Ngày nay thì số lượng công ty khởi nghiệp ở Việt Nam đã tăng lên, đúng không? So là sao nhỉ? Bởi vì chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để cho họ làm sao develop, họ phát triển cái kinh doanh của mình. Vậy thì tăng lên đúng không? Chúng ta sẽ đồng nghĩa với gì? Nào đồng nghĩa với gì đây? Mở ra ta có thì chúng ta thấy ngay đáp án chính xác là A. Từ này của chúng ta là rise, nó chính là tăng đấy, đúng không? Và đây nó là nội động từ. Bạn nào chưa biết nhá, thì nội động từ trong tiếng Anh ý, tức là động từ không cần có tân ngữ phía sau. Cho động từ vào xong chấm một cái là được, hoàn thành câu. Còn nếu như mà là ngoại động từ thì tức là động từ này bắt buộc phải có tân ngữ phía sau, đúng không? Yeah yeah, mai em sẽ xem em hóng bữa giờ. Ok, chốt nha, tối mai cô Ngọc hẹn với các bạn nha. Bạn nào thích học từ vựng thì tối mai lên lớp với cô. Rồi, đáp án là A nha. Nào, đáp án B. B thì các từ pick của chúng ta là đạt đỉnh, đúng không? C thì từ này bạn biết rồi, thay đổi, đúng không? Và đáp án D của chúng ta thì này là gì? Là giảm, được chưa? Tiếp theo, chỉ cho Ngọc câu hỏi số 23. Nào, câu hỏi số 23 của chúng ta chọn đáp án gì? Ở đây cô cho rằng từ này có thể là từ mới với các bạn, nhưng dựa vào hoàn cảnh của câu thì lại rất dễ để có thể đoán ra được từ này mang nghĩa tiếng Việt là gì. Bởi vì đằng sau có từ knowledge, đúng không ạ? Knowledge và information thì bạn nào cũng biết rồi. Knowledge có nghĩa là kiến thức, information dịch là thông tin. Thì câu này mình dịch cái gì đó mà lại là thông tin và kiến thức. Người ta nói rằng sách thì là một phương tiện để. Đương nhiên bao giờ người ta cũng nói là sách là một phương tiện để truyền tải thông tin rồi. Vậy từ đây thì các bạn có thể kiểu đoán được nghĩa cho cô là cái từ disseminate này của chúng ta nó có nghĩa là truyền tải. Disseminate nghe cô giáo đọc thì nó là trọng âm dân tiết thứ hai rồi, đúng không? Là truyền tải, phổ biến, truyền bá. Đấy. Vậy câu này là phổ biến kiến thức, phổ biến thông tin, truyền bá. Vậy là truyền bá thì chúng ta sẽ có cho cô giáo đầu tiên classify. Classify của chúng ta thì nó là phân loại, đúng không? Ở đáp án B thì adopt, đấy các bạn. Cái từ adopt này có rất nhiều nghĩa nhưng nó cũng không có nghĩa nào là truyền bá cả. C là distribute thì distribute của chúng ta chính là phân phối, phân phát. Phân phát từ truyền bá đấy. Và đáp án D là invent có nghĩa là gì? Phát minh, sáng chế, đúng không ạ? Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đáp án C, được chưa? Nguyễn Phương Linh chọn A, tốt. Tiếp theo, chủ yếu Ngọc có số 24, 25. Đây là phần gì ạ? Trái nghĩa. Đầu tiên chúng ta có một trạng từ là từ severely. Severely là cái gì các bạn? Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality. Rồi severely có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Nghiêm trọng, đúng không? Dữ dội, cực kỳ. Vậy câu 24 mình dịch là bùng nổ dân số ở các cái thành phố lớn ít thì đã ảnh hưởng một cách rất nghiêm trọng đến chất lượng không khí và chất lượng nước. Như vậy bây giờ đối nghĩa với nghiêm trọng, đối nghĩa với cực kỳ thì đương nhiên nó sẽ phải là một cái gì đó tầm thường, không nghiêm trọng,
đúng không? Tầm thường không nghiêm trọng. Vậy tầm thường không nghiêm trọng thì sẽ là gì các bạn? Đầu tiên chúng ta có đáp án A. Seriously, severely với seriously bằng nghĩa rồi. B, insignificantly, chọn đúng không ạ? Quá chính xác. Ông này chính là cái ông tầm thường không quan trọng. Các bạn nhìn nhá, nó có tiền tố in. Nếu mà các bạn bỏ tiền tố in đi một cái thì nó lại thành quan trọng ngay. Ở đây C là largely, thì largely là rộng rãi. Còn D là commonly thì nó có nghĩa là gì ạ? Thường thường, thông thường, đúng chưa? Như vậy câu 24 cô giáo đang nhìn thấy bạn Đặng Tuấn chọn D là sai rồi em nhá. Đáp án là B cơ. Tiếp theo chỉ trong Ngọc câu hỏi số 25. 25 thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái cụm ấy, đúng không ạ? Getting down to business. Bạn nào mà sở hữu cái quyển 1.600 từ vựng của cô cho 2K3 năm ngoái thì chắc là xem cái này rồi. Get down to business cũng là một câu cũ mà cô cháu cho lại thôi. Câu này nó có nghĩa là gì ạ? À, cụm này nó là bắt đầu nghiêm túc. Bắt đầu nghiêm túc. Phẩy này, quyết tâm làm cái gì? Đấy, câu này của chúng ta dịch như sau nhé. We have been discussing an important thing this morning. Let's get the show on the road and start getting down to business. Chúng tôi thì đã thảo luận về những điều không quan trọng trong suốt buổi sáng ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng bắt đầu, đúng không? Bắt tay ngay làm việc nghiêm túc thôi nào, kiểu kiểu thế. Thế vậy thì chúng ta thấy là đối nghĩa với bắt đầu nghiêm túc, đối nghĩa với quyết tâm làm cái gì thì nó sẽ là gì các bạn nhỉ? Trì hoãn những cái việc cần làm. Và trì hoãn thì các bạn có ngay cái động từ của chúng ta, cụm động từ đó là putting off, đúng không ạ? Put off doing what needs to be done. Trì hoãn làm những thứ mà nó cần phải được thực hiện, đúng không? Thế còn đáp án A của chúng ta là gì? Tập trung chú ý vào công việc. Đáp án C của chúng ta là gì? Tham gia vào những gì mà chúng tôi đang làm. Và câu D của chúng ta là đặt cái niềm tin ở ai đó, đặt niềm tin vào ai đó, đúng chưa? Rồi tiếp theo, như vậy có bạn nào được 10 điểm đối với phần đồng nghĩa trái nghĩa không? Chuyển cho cô giáo câu hỏi số 26 đến câu hỏi số 30. Đó là phần gì nhỉ? Chọn lỗi sai. Nào, các bạn đưa ra cô giáo câu hỏi số 26 này, 27, 28 chọn đáp án gì? Đầu tiên chúng ta có 26 này. A của mình là sách 1001 công thức tiếng Anh em được cô tặng tuyệt vời lắm cô ạ. Rồi, cô cảm ơn Phương Linh nhá. Tốt. Quyển sách đấy Linh thấy là quyển sách đấy là kiểu như là mình hệ thống nhanh ý, kiến thức đúng không? 1001 à? Chắc là bạn Linh nhận được quyển là màu tím cô tặng cái đợt cô ấy đúng không? Đặt cô đợt tặng cô tặng group cô xây group của 2K4 đúng không? Quyển này đúng không? Quyển này mà bạn nào có là kiểu như là nó mỏng thôi. Nhưng mà bởi vì nó là công thức thuộc nhanh mà, đã thuộc nhanh rồi mà còn dày nữa thì ai mà muốn học. Thế nên là nó mỏng nhưng mà nó cũng có võ. Ở đây là cô giáo tổng hợp tất cả những cái công thức mà thực sự là các bạn cần ý. Ít nhất là những cái bạn nào mà muốn con số 6-7 thì phải thuộc được hết cái này đã. Còn đương nhiên lên vươn lên 8-9-10 thì anh phải có từ vựng cơ, đúng không? Anh làm bài đọc hiểu đọc điền phải tốt cơ. Còn anh mà 6-7 thì anh làm thuộc được bằng này thì anh cũng đã rất cực kỳ nắm chắc rồi. Ok, nào bây giờ nhìn vào câu hỏi số 26. Câu hỏi số 26 chọn cái gì nhỉ? Hoàng Hiếu thì chọn A nhá. Hiếu nhá. Nhật Linh thì lại chọn B nhá. Rồi Na Vũ chọn A, Hoàng Dung chọn A, Thơ chọn A, everybody chọn A, đúng không ạ? Thế thì cô lại đành phải nói với các bạn là các bạn sai rồi. Đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án B cơ, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn nhớ cô giáo này, cái từ economical của chúng ta ấy, nó có nghĩa tiết kiệm, đúng không ạ? Tiết kiệm. Trong khi đó nha, trong khi đó thì cái từ economic của chúng ta ấy, nó lại là cái, thực ra là nó không phải là đối nghĩa, mà nó là khác hoàn toàn. Nó có nghĩa là thuộc về kinh tế. Sự phát triển thuộc về kinh tế chứ. Bạn nào có quyển 2500 nhá, muốn làm phần chọn lỗi sai này mà đúng nhá. Thường cô giáo nói này, thường khi đi thi trung học số quốc gia ấy, mình phải nắm được, bắt được cái xu hướng ra đề. Thường người ta sẽ cho ra đề là hai câu ngữ pháp sai và một câu ngữ pháp đúng, hiểu không? Bạn nào sở hữu quyển 2500 của cô rồi thì cái đầu tiên cô bảo các bạn mở cái này ra này, trang 188, mở trang 188 ra. Mục lục là confusing words, tức là những cái từ mà gì dễ nhầm lẫn đúng không? Bởi vì đề thi phần chọn lỗi sai nó hay cho kiểu đấy lắm. Mở ra ít nhất học này. Đây cô giáo nhớ là cô có phân biệt hai cái từ đấy. Cô tìm phát nhé. Có, cô nhớ là cô có phân biệt. Đấy từ các bạn cùng xem nhé. Các bạn xem trong này này. Một từ thì là thuộc về kinh tế đúng không? Còn một từ thì là gì nhỉ? Một từ thì là tiết kiệm đấy. Thôi tí nữa cô giáo xem. Nhiều quá. Nhưng mà tốt nhất là các bạn mua sách về không biết đã dở ra chưa.
Đấy, câu này là B nhá. Câu này mình sẽ dịch cho cô giáo như sau nha các bạn này. Câu này dịch là chuyên gia nói rằng cái sự tiến bộ và phát triển của kinh tế thì phụ thuộc vào việc gì? Giáo dục trẻ nhỏ, đúng không? Nên là chúng ta có cho cô giáo đáp án là B nhá. Đấy, thấy chưa? Tiếp theo, chuyển cho Ngọc này, câu hỏi số 27. Câu hỏi số 27 chọn đáp án gì các bạn nhỉ? Nào. A là pilot, B là detect, C là sense out và D là er. Lưu ý cho cô này, khi đi thi nhá thì lưu ý trật tự của đáp án A, B, C, D. Nhiều câu hỏi nó kiểu như câu 27 này, tức là nó gạch chân cái đầu tiên là ơ nhưng nó chấp to tận đáp án D cơ. Đấy, câu này chọn gì? Nào, câu này chọn gì? Chưa thấy bạn nào đưa ra đáp án nhỉ? Câu này chọn gì nhỉ? Ok, câu này cô cháu chưa nhìn thấy bạn nào đưa ra đáp án cả. Câu này thì chúng ta dịch như sau. Cái gậy laser ấy, cái thứ mà mọi người, những cái người blind là người mù ấy, mà cảm thấy hữu dụng ấy, thì sẽ phát ra các cái chùm tia mà nó phát hiện ra cái chướng ngại vật. Tức là một cái gậy laser để giúp cho người mù có thể nhận ra chướng ngại vật vì họ không nhìn thấy mà. Huỳnh Thị Vân Anh chọn đáp án A và cô giáo đồng tình với bạn Vân Anh. Bạn Vân Anh hôm nay rất tích cực nha. Bạn này trong lớp cô này. Ở đây bạn nhớ cô giáo là khi mà chúng ta đã sử dụng đại từ quan hệ rồi thì chúng ta bỏ cái gì á? À, bỏ cái đại từ ít ở đằng sau đi. Không được phép dùng nữa. Nào, ở đây mình là which the blind find useful, tức là cái mà người mù thấy hữu dụng, đúng không? Ừ, chỗ này chúng ta không cần phải có ít nữa, nên đáp án chính xác của chúng ta sẽ là A. Cô giáo đang nhìn thấy phát thanh chọn C. Hình như phát thanh trong lớp cô đúng nhỉ? Vẫn chọn sai đúng không? Ok. Cô giải thích để tại sao C lại không sai. Vì nhá, ở đây con thấy Thành ơi, mình học đại từ quan mệnh, đại từ mệnh đề quan hệ rồi. Có phải là cô dạy là mệnh đề quan hệ không xác định là đứng giữa hai dấu phẩy? Khi cái gì kẹp giữa hai dấu phẩy các bạn có thể lấy tay vất đi được, mà cái nghĩa của câu nó không bị tối đi. Thì cái câu này con thấy khi con vất đi cái phần này này thì có phải là chủ ngữ là cái gậy laser. Cái gậy laser người ta đang chọn tức là nó là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít này. Nó là số ít. Vậy thì đương nhiên là cái động từ thường của nó trong câu nó phải thêm SC rồi, đúng không? Không có gì mà sai đâu. Tiếp theo, chuyển cho Ngọc câu hỏi số 28. Câu hỏi số 28 chọn gì nào? A của chúng ta là generally, B là had invented, C là flying và D là his. Câu này thì mình dịch như sau: vào năm 1903 khi anh em nhà Wright thông báo họ phát minh ra một cỗ máy bay, đúng không? Thì cái tin tức này của họ đã bị phớt lờ. Nào câu này chọn gì? Ủa câu này dễ thế nhở? Anh em nhà Brown phát minh ra. Cô giáo đang nhìn thấy các bạn đang chọn D và bạn đang sửa thành there. Hạo Trần chọn D, bay màu D thì lại chọn bay màu D là 27. Đúng rồi, đáp án chính xác của chúng ta là D. Vì các bạn để ý cô giáo là cái chủ ngữ ở đây này, nó là chủ ngữ số nhiều. Đúng ạ? Thì cái đại tính từ sở hữu này này, nó không thể là his được. Mà số nhiều thì các bạn thấy là chúng ta phải là gì? Phải là there, đúng không? Nên đáp án D thì các đổi cho his trở thành there. Đó, là những tin tức của họ thì đã bị gì? Bị phớt lờ, đúng chưa? Rồi, có bạn nào 10 điểm phần chọn lỗi sai không? Xong nhá. Bây giờ đến đọc điền và đọc hiểu, đúng không ạ? Tuy nhiên này, chúng ta sẽ gì ạ? Để đọc điền đọc hiểu, nhận đáp án chi tiết của cô mà xem. Còn trong buổi live thì cô giáo sẽ chữa các cái phần còn lại để tập trung vào phần ngữ pháp trước nha. Nào bây giờ các nhiều giáo sang câu 41 thôi. Không, cô đọc xong chữa phần này. Cô chữa phần tự luận đi. Cô chữa phần tự luận trước, cô giáo muốn chữa phần tự luận. Các bạn đồng ý không? Bạn nào làm đúng tự luận không sai một tí nào thì bạn rất chắc kiến thức này. Tự luận nhá, mình sang tự luận một tí, làm trắc nghiệm mãi rồi. Đấy, có bạn nào ở trường mình thi giữa kỳ là thi tự luận không? Tất nhiên là không phải là thi cả tự luận đâu, nhưng mà nó sẽ xem một tí tự luận vào, ít nhất là ở cái dạng bài này. Thậm chí có một bạn ở trong lớp live C của cô ấy, khi mà nhắn tin cho cô, bạn ý bảo là thi giữa kỳ của bọn em thậm chí còn phải viết văn. Tức là bạn phải viết văn một đoạn 120 câu về một cái chủ đề mà họ cho đấy. Đấy, cho nên là may mà cô thi trường tổng quốc gia môn tiếng Anh là thi trắc nghiệm đấy. Thi mà thi tự luận thì hơi bị tèo luôn. Nào, câu 46 nhá. Không, bây giờ cô giáo sẽ làm tự luận trước. Mời các bạn làm cô giáo câu hỏi số 46. The last time I went to Ho Chi Minh City was 10 years ago. Nào, xin mời các bạn đưa ra cô giáo câu này viết lại đầy đủ sẽ là gì? Nào, câu này viết lại đầy đủ sẽ là gì? Đã 10 năm rồi kể từ ngày tôi đến Hồ Chí Minh. Cô ơi, cô up đáp án phần đục lỗ và đọc hiểu lên page. Cô có đáp án chi tiết mà. Ngày mai chị admin chị sẽ up lên cho bạn. Lớp em vẫn chưa kiểm tra qua, chắc là trắc nghiệm hết ý. Ừ, thôi trắc nghiệm hết cũng được. Thật ra là trắc nghiệm hết là các bạn học sinh thích hơn. Chứ còn xem một tí tự luận và thấy nó khó hơn rồi. Nào câu này chọn gì? Bạn bảo là it is the first time á. Sai bạn nhá.
Bạn nào mà trả lời mà viết là "It is the first time" là các bạn sai bét. Sai bét luôn. Cô hỏi các bạn nhé. Câu 46 mình dịch là lần cuối cùng tôi đến Hồ Chí Minh City là 10 năm trước. Thế bây giờ các bạn nói là đây là lần đầu tiên tôi đến Hồ Chí Minh thì tôi hỏi các bạn là 10 năm trước thì các bạn vứt đi đâu? Mà vứt đi đâu ạ? Thế thì suy ra cái câu viết lại với cái câu gốc của các bạn nó chả gì giống nhau cả. Đúng không? Đây này, cực kỳ nhiều bạn cho là it is the first time. Rất nhiều luôn. Thế bên trên, cái nội dung bên trên người ta xoáy vào là 10 năm trước. Bên dưới thì các bạn lại bảo là đây là lần đầu tiên. Nếu như bên trên nó nói là tôi chưa từng bao giờ đến đây trước đó thì dưới mới viết được lại là đây là lần đầu tiên tôi đến đây, hoặc đây là lần đầu tiên tôi thử cái gì. Đúng không? Nhưng mà đây nó lại là 10 năm trước là lần cuối cùng tôi đến. Thế thì làm sao mà các bạn cho là it is the first time được? Đấy, hỏng kiến thức một cách rất là hỏng luôn nhá. Nào, siêu hỏng đây này. It is gì gì các bạn? Cô biết ngay mà, cho câu này kiểu gì nhầm. It is 10 years since I last went to Hồ Chí Minh City. It is 10 years since I last went to Ho Chi Minh City. Nào, có bạn nào biết đúng không? Đấy, ok. Ok, ok. Rồi, câu 47. Although he was very tired, he tried to help me with my homework. Cái gì đây? Mặc dù anh ta rất mệt, đúng không? Anh ta vẫn cố gắng giúp tôi làm bài tập về nhà. Bạn nào mà làm đúng câu này này? Câu này này. Đây, bạn nào mà làm đúng câu số 5 trong đề chắc chắn là cái câu này của chúng ta viết sẽ đúng. Bởi vì sao? Trong câu này thì các bạn thấy là cái cấu trúc mặc dù của mình sẽ là tính từ cộng as cộng chủ ngữ cộng to be. Thế thì câu này các con có tính từ này cộng as cộng chủ ngữ là gì ạ? Chủ ngữ là he. To be ở đây là gì ạ? Was. Và sau đó thì các con hạ nguyên cái mệnh đề đằng sau xuống. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có câu là tired as he was. Còn về sau thì nguyên như vậy. He tried to help me with homework. Đúng không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo, Trần Trung Ngọc, câu hỏi số 48. Câu 48 của chúng ta dịch như sau này. Câu này thì cô lại chưa dạy trong lớp live viết nhỉ? Ok, nhưng mà thực ra các bạn đã được học rồi. Cô chỉ là nói lại thôi. Bạn sẽ quay trở lại khi nào? Đây là một câu tường thuật trực tiếp. Các bạn đổi cho giáo sang gián tiếp. Đúng không? Tường thuật trực tiếp đổi sang gián tiếp. Vậy mình sẽ có câu như sau. Tôi hỏi Nga là khi nào thì cô ấy sẽ trở về. Đây là một câu hỏi có từ để hỏi thì chúng ta sẽ có cái câu như sau. I asked her Nga. Hạ nguyên cái từ để hỏi này xuống là when. Cô ấy là she. Lùi thì will trở thành would. Sau would cộng verb nguyên thể come back. Thế là xong. Thấy dễ chưa? Câu này của chúng ta là I asked Nga when she would come back. Đúng không ạ? Rồi tiếp câu 49. The hotel didn't come up to our expectations. Rồi, câu này khó này. Câu này mới khó này. Và câu này để cô giáo xem có bạn nào làm được không. Chứ thực ra cô giáo nghĩ là câu này phần trăm làm được siêu ít. Nào. Đúng ạ. Bởi vì cái câu này nó không phải là cấu trúc ngữ pháp. Mà câu này các bạn phải... các bạn phải phải nhớ được một cái cụm hay hay. Đấy, một cụm hay hay. Như kiểu một cái cụm từ cố định, cái thành ngữ ấy. Đấy. Nên là cô giáo cho là cái câu này cấp độ khó của những bạn 9-10 nhá. Trong cái đề này này. Cấp độ khó của những bạn 9-10. Đấy ạ. Bạn nào mà làm được thì cô giáo xin chúc mừng. Câu 49. Nó không phải là ngữ pháp, nó là một cái cụm như kiểu idiom ý. Nào, theo các bạn câu này là gì ạ? Hình như câu 49 là cụm gì ấy thì đúng rồi. Câu 49 chưa thấy bạn nào đưa ra này. 49, oh, đã có một bạn rồi.
Rồi, đáp án chính xác của cô giáo nhá. Các bạn nhìn cô giáo viết này. The hotel fell. Fell là quá khứ đơn của từ fall. Tức là cái cấu trúc này nó sẽ là fall. Fall gì ạ? Fall short of expectations. Fall short of our expectations. Rồi, nào bạn nào chưa biết thì các bạn sẽ được gọi là mở mang kiến thức trong buổi học ngày hôm nay. Đây các bạn nhìn cô giáo nhé, cô giáo gõ này. Đây các bạn nhìn này, mình có cho cô giáo fall short of expectation. Đây là câu từ điển đây này, đúng không? To fail to reach an amount or standard that was expected or hoped for, causing disappointment. Có nghĩa là kiểu như là mình không đạt được cái hy vọng của mình ý. Đúng không? Không đạt được những cái mong ước, mong chờ của mình ý. Đấy, đúng chưa? Đúng chưa? Như vậy với cái câu hỏi số 4, câu 49 này thì cái câu trần thuật người ta dịch là cái khách sạn này thì nó thực sự là không đáp ứng được cái gì nhỉ? Cái hy vọng, cái kỳ vọng của tôi. Thế mình có fall short of expectations nhá. Rồi, thank you. Tiếp theo chủ yếu Ngọc câu hỏi số 50. Câu hỏi số 50 như sau này. It was a mistake for him to buy that house. Ok, câu này thì dễ rồi. Nhìn suốt đơn phát là nhớ ngay được cấu trúc cho cô như sau. Là đáng lẽ không nên hoặc nên làm gì trong quá khứ. Không nên làm gì trong quá khứ, nhưng thực chất đã làm. Cấu trúc của mình đó là chủ ngữ này, sau đó cộng với should have này, hoặc là shouldn't have này, sau đó cộng với P2 của động từ. Vậy câu này các con dịch là thật là gì? Đáng tiếc cho anh ta khi mua ngôi nhà đấy. Như vậy có nghĩa là anh ta đáng lẽ không nên mua ngôi nhà này. Vậy ta sẽ có he shouldn't have bought that house. Rồi, cô hỏi có bạn nào được 10 điểm phần này không? Bạn nào mà 10 điểm phần viết tự luận thế này thì chắc chắn là bạn làm trắc nghiệm rất ok rồi. Nào, có bạn nào được 10 điểm phần này không ạ? Làm đúng hết 5 câu này không? Đây này, ngay câu 46 lúc nãy đầu tiên đã thấy sai rồi. Biết có đứa nào được 10 của cô không? Ok, bây giờ chúng ta quay trở về phần bài viết lại câu và kết hợp câu nhé. Lâu lâu làm một tí tự luận để cảm thấy nó mới mẻ hơn, thích hơn đúng không? Đây, bây giờ chuyển sang làm câu 41. Nào, trong đề thi thì câu 41, cái câu này là thuộc cái phần 3 câu đúng không? Viết lại câu sao cho nghe không đổi. Đầu tiên câu 41 của chúng ta như sau này. He last visited London 3 years ago. Câu này dịch là lần cuối anh ấy đến London là 3 năm trước. Đấy, lần cuối đến London là 3 năm trước. Thế thì nếu mà viết lại thì có thể viết lại là gì nhỉ? Đã 3 năm rồi kể từ khi anh ta đến London như câu 46. Hoặc viết lại như câu B là anh ta chưa đến London trong vòng 3 năm nay. Đúng không ạ? Ừ, như vậy chúng ta chọn cho giáo đáp án là B nhá. Ok. He hasn't visited London for 3 years. Thì hiện tại hoàn thành đi với for cộng khoảng thời gian. Tiếp theo câu hỏi số 42 này. They were late for the meeting because of the heavy snow. Là sao nhỉ? Họ đã đến trễ buổi họp vì cái lượng tuyết rơi dày đặc. Như vậy là nếu như mà không có tuyết rơi dày đặc thì họ đã gì không bị muộn cho cái cuộc họp rồi. Đáp án chính xác của chúng ta là câu số 3. Bởi vì câu số 3 và câu C này nó chính là câu điều lệ 3, là câu điều kiện không có thật ở trong quá khứ. Trong quá khứ thực chất là họ đã bị muộn này, thực chất là có heavy snow. Thì bây giờ mình bảo là nếu như không có heavy snow thì đã bị không muộn. Vậy là không thật đúng không? Không thật thì nó sẽ là gì? But for cộng danh từ này. Và mệnh đề kéo theo chúng ta sẽ là would have cộng với lại P2. Như vậy đáp án câu 42 là C, đúng chưa? Tiếp theo, chuyển cho câu số 43. We will not leave until we see the manager, said the customers. Ở câu 43 thì con để yêu dán đi. Đầu tiên, chúng ta có cho cô cái sắc thái biểu cảm của cái câu tường thuật trực tiếp. Là đây hẳn nhiên là một cái câu kiểu như là chúng tôi sẽ không đi cho đến khi mà chúng tôi gì nhỉ, nhìn gặp được cái người quản lý, khách hàng nói. Vậy là khách hàng từ chối cái việc là sẽ rời đi cho đến khi nào gặp được người quản lý, đúng không? Hoàng Anh Thơ chọn 43 là A, trong khi bạn Nguyễn Quỳnh Anh thì đang chọn 43 mình là B. Thì cô giáo đành phải chọn theo bạn nào á? Phải là bạn gì? Bạn B chứ. Nếu mà Hoàng Anh Thơ, tên là Hoàng Anh à? Nếu mà con mà chọn A nhá, thì promise cộng to verb. Cô nói đang khản ở cổ dưới này. Promise cộng to verb là hứa làm gì? Câu này đâu phải hứa đâu. Chúng tôi sẽ không rời đi cho đến khi mà chúng tôi gặp được quản lý, đúng không?
Thế là ai bảo là khách hàng hứa sao không rời đi? Khách hàng ví dụ họ muốn kiện cái gì đó, đúng không ạ? Họ sao không rời đi? Tức là họ từ chối rời đi cho đến khi họ nhìn thấy gì nhỉ? Người quản lý. Refuse ở đây cộng với to verb thì nó sẽ mang nghĩa là từ chối làm gì, được chưa? Còn agree cộng to verb là đồng ý làm gì, và decide cộng to verb có nghĩa là quyết định làm gì, được chưa các bạn? Đúng ba là B nhé. Có bạn nào được 10 điểm phần này không? Tiếp theo, chuyển cho Ngọc hai câu phần kết hợp câu. Câu 44 của chúng ta như sau. The government has established some wildlife reserves. They want to protect endangered species. Trong câu 41 thì mình ít nhất là phải dịch được sơ sơ cái câu gốc đã. Chính phủ thì đã thiết lập một số những cái khu bảo tồn động vật hoang dã. Chấm này, họ rất muốn bảo vệ những cái loài động vật gì có nguy cơ bị đe dọa, có nguy cơ tuyệt chủng. Thế vậy thì các bạn sẽ thấy là trong bốn câu này chúng ta thấy nhá. Đầu tiên đáp án A là các loài động vật bị đe dọa không thể được bảo vệ thì câu này sai. Ý là tức là có được bảo vệ hay là không ấy, đúng không ạ? Thì ở cái câu này của chúng ta sai rồi, đúng chưa? Đấy, liệu chính phủ có thiết lập một số nơi bảo tồn động vật hoang dã hay là không thì câu này sai, đúng chưa? Đấy, người ta có nói là thiết lập rồi chứ không phải là có thiết lập hay không. Câu B của chúng ta như sau này. Endangered species can be protected. Các loài động vật bị đe dọa không thể được bảo vệ mặc dù chính phủ đã thiết lập một số nơi bảo vệ động vật hoang dã. Sai về nghĩa. Câu C này. Chính phủ thiết lập một số nơi bảo vệ động vật hoang dã để mà, đúng không ạ? Để mà họ có thể bảo vệ được cái gì nhỉ? Những cái loài để mà họ có thể bảo vệ được. Như vậy chúng ta chọn gì chứ bạn? Chọn đáp án là C. Thế còn ở câu số 44 đáp án D thì nó dịch cho giáo là gì? Nếu như mà chính phủ thiết lập một số nơi bảo vệ động vật hoang dã thì họ có thể bảo vệ được loài động vật. Câu này sai với con nhìn nhá. Nhìn tinh này thì đây là câu được loại mấy? Câu được loại 1. À đâu, sao lại câu này? Đây, con nhìn tinh thì đây là câu được loại 2. Câu được loại 2 là câu điều kiện không thể xảy ra trong gì? Trong hiện tại. Nhưng mà trong câu gốc ấy, thì người ta đang để ở gì? Người ta đang để ở hiện tại đã làm rồi. Nên suy ra câu này của chúng ta sẽ là sai, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, câu hỏi số 45 thì cô giáo thấy bạn là Nguyễn Phương đang chọn đáp án là C. Câu này sẽ là câu cuối cùng cô giáo chữa trong bài ngày hôm nay nhé. My sister is good at cooking. Chị gái của tôi thì rất giỏi trong cái việc nấu ăn, đúng không ạ? Rồi. Tiếp này chấm. Em trai của tôi thì rất là sao? Rất là tệ ở cái khoản này. Thế thì các bạn sẽ thấy là mình thấy hai mệnh đề này thì nó mang tính chất đối lập, một đứa giỏi một đứa dốt. Như vậy suy ra là chúng ta phải sử dụng cái liên từ gì? Liên từ but. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ xin một câu này chống liệt nhé. Đấy, câu này không thể sai được. Chống liệt. Đáp án là C. Có mỗi cái cho mỗi từ bất vào là xong, đúng không ạ? Rồi, xong. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã chữa hoàn thiện được cái đề này, ngoại trừ cái phần đọc hiểu và đọc điền thì hai phần này cô giáo sẽ cho các bạn đáp án chi tiết. Bạn nào muốn nhận được tài liệu cô Ngọc xuyên suốt cả năm cho đến khi thi thì các bạn cứ chấm và comment ở trên page, chị admin chị sẽ gửi cho các bạn thôi nhá. Đấy, được chưa nào? Chị admin sẽ gửi cho các bạn cái gì nhỉ? Cái đề ngày hôm nay cũng như là cái phần đáp án chi tiết mà cô giáo đã làm cho các bạn cho cái đề ôn tập thi thử giữa kỳ số 2 này rồi. Buổi livestream ngày mai cô giáo đã nhắc rồi, chúng ta sẽ bắt đầu livestream sách 2500 từ vựng, và với chuyên đề đầu tiên của chúng ta là chuyên đề collocations. Các bạn nào đã mua sách thì bây giờ chúng ta hãy tận dụng ngay cái cuốn sách này để chúng ta rèn luyện từ vựng ngay từ hôm nay nhé. Cô giáo sẽ livestream sách 2500 tuần này thì để cô giáo xem nào. Buổi hôm trước cô giáo đã lên lịch rồi đúng không? Buổi hôm trước cô giáo lên lịch rồi là tuần này cô giáo dạy mấy buổi nhỉ? Live sách ở đây. Đây là thời khóa biểu cô Ngọc này. Hôm nay cô giáo tổng ôn cho giữa kỳ 1 này. Ngày mai 20 giờ thì cô giáo sẽ live stream chủ đề collocations trong sách 2500 nhá. Rồi, và đến hôm thứ 6 thì cô giáo lại ôn tập một cái đề kiến thức cho 2K4 nữa. Đấy. Được chưa? Còn lại các cái buổi khác trong tuần thì cô Ngọc sẽ live stream ở trong nhóm kín, được chưa? Rồi, thank you so much và cô giáo sẽ gặp lại các bạn trong các buổi live stream lần sau. Bye bye and see you next time.